Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn ấy. Chưa xong bạn ơi, chưa xong bạn à. Rồi. Bầu mời bạn Khoa. Bạn hãy hết tìm trong xem. lòng 7 rưỡi. Rồi bây giờ còn lại 7 phút rưỡi. Bạn Khoa hãy làm thử thách xem là bạn làm trong vòng bao lâu nha. Rồi bây giờ nè, bạn mẹ gợi ý cho bạn Khoa là cái từ đó nó nằm ở trong cái trang này nè. Đó, cái mặt này nè, rồi cái mặt này nữa nè. Và mẹ nói cho bạn Khoa biết đó là cái từ. Từ này nó gồm có 2 tiếng nè. À, cái cụm này nó có 2 tiếng đó, thì bạn Khoa hãy tìm xem ở trong này cái nào có 2 tiếng bằng tiếng Việt đâu, có 2 từ khi mình phát âm ra đó, nó bao gồm cái cụm từ này có 2 từ nè, ví dụ như thế này nè, được đúng không? Này mấy từ? 3 từ. À, đúng rồi, cái này không phải này, chắc ăn không phải này, cái này phải không? Không. Không phải. Cái này phải không? Không. Đó, này phải không? Không. Này không. cũng không luôn. Này không. này là gì, chữ này chữ gì đây? Không. Chữ này chữ gì bạn Khoa biết không? Trong lòng. Rồi bây giờ bên đây là không có rồi đó, bây giờ bạn Khoa tìm ở bên đây xem có nè. Wow, phải không? Không. Đâu, bạn gấp thử xem chứ họ mà đó, bạn ra thử xem chứ họ mà thì đó, bạn ráp thử xem, bạn mẹ chỉ ráp một vài chữ thôi và cái phần còn lại là bạn Khoa sẽ tự tìm những chữ còn thiếu để bạn Khoa ráp vào. Và bạn mẹ gợi ý cho bạn Khoa đó là bên 2 trang bên đây nè, đó, Ủa xem là trang nào. sao có Nè, chữ giờ mà ô, 5 cái phút mặt nè, ô, đang suy nghĩ. mình còn có 5 phút mấy Rồi còn có 5 phút mấy rồi, bạn Khoa chưa tìm ra được chữ nào sao? Bây giờ rồi bên đây nè, bên đây mình đã tìm rồi nè, là không còn có có chữ một nào phút hết mấy nè nè, bên đây là không có chữ nào hết nè, còn bên đây thì sao? cũng vậy Bên đây có chữ nào không? không Bạn Khoa hãy nhìn xem, nhìn lại kỹ xem. có Có đó, đúng rồi. Bạn Khoa đã vô tình chỉ đúng hay là cố vô tình gì chỉ đúng không biết luôn. Bây giờ bạn Khoa ráp thử xem có phải không. Bạn Khoa đoán là như vậy thôi nhưng mà chưa biết là phải hay không nữa đó. Bây giờ mình sẽ ráp thử nha. Cái này là từ từ gì vậy con? Thân tắm. Đúng rồi. Rồi bạn Khoa mới có 5 tuổi, 5 tuổi rưỡi, 5 tuổi Tắm mấy tuổi? À, đúng rồi. À, bạn sinh vào cuối tháng 12, 2015. Vậy là hôm nay là bạn được 5 tuổi 3 tháng rồi. Rồi bạn đang chơi với mẹ bạn, đang tìm cái chữ. Bây giờ mình thấy xem coi bạn đoán đúng không nha cả nhà. À, bạn mẹ đã gợi ý cho bạn, đưa ra một cái gợi ý là bên đây hoặc là bên đây. Rồi bạn đã tìm ra được cái khăn tắm. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm những chữ cái còn lại để ráp vào xem coi là đúng hay không nha. Rồi mình đã có 2 chữ đó rồi, bây giờ mình còn ráp thêm những chữ gì nữa nè. Nào bây giờ là đó rồi, bạn Khoa hãy so sánh nhìn vào đây xem mình còn ráp thêm chữ gì nữa nào. Ồ, bạn ấy tìm ra được chữ K, đây là chữ K. 4 phút mấy à? Hurry up please. Gồm có tiếng Việt là gồm có tiếng Anh và tiếng Việt luôn, chỉ còn 4 phút mà thôi, 3:59 rồi đó. Tiếp tục. Các bạn có thấy không? Các bạn có thấy không? Nhờ vào việc và bạn Khoa mỗi lần bạn Khoa nhìn vào cái chữ đó đó, và sau này bạn viết đó, thì bạn sẽ bắt đầu bạn biết ráp vần từ từ đó cả nhà. Phải không? Không phải.
ơi thì là bạn em biết mà bạn em lại quẹo xuống. Hurry up please. Còn tiếng Anh nữa đó, bạn còn rất tiếng Anh nữa đó bạn ơi. Nhanh lên bạn à, sắp hết giờ rồi đó. Mình xem mới còn chỉ còn có 2 phút mấy thôi nghe cả nhà. Chỉ còn 2 phút 52 thôi. Nhanh lên nào. Mình đang tìm, mình đang tìm. Rồi bên kia đủ chưa, xong chưa, đủ chữ cái chưa, đủ chữ cái chưa, nhìn kỹ xem. Wow. Rồi còn chỉ còn cho coi còn gì nữa không? Còn gì nữa không nào? Ồ, bạn ấy đang tìm. Bạn ấy đang sợ hết giờ. Wow, đúng rồi. Bây giờ để đáp bằng tiếng Anh nha. Để xem coi chữ khăn tắm này đúng chưa. Ồ, đúng rồi. Giờ tới để đáp tiếng Anh nha. Tiếng Anh đâu? Tiếng Anh đâu bạn ơi? Đây. Tiếng Anh của nó là chữ gì đầu tiên? T. Bạn sẽ tìm chữ T xem. Bắt đầu chữ mũ. Tư nè. Đây, bạn mẹ vừa quay phim lên mà bạn mẹ vừa mệt đây nè. Nhìn mặt bạn mẹ nè. Chờ bạn Hoa mà mặt hồi đơ luôn rồi. Cả nhà ơi. Mình có thể ráp ở dưới thì bạn Hoa ơi. Ráp chữ này dưới nè con. Rồi ráp phần dưới này nè. Chữ nó ra à, thích tới trên hả? Thích tới trên. Hurry up please. Còn mau á. Bạn đang nhìn đồng hồ còn có 30 giây thôi cả nhà ơi. Liệu bằng có 28, 27, 26. Liệu bạn Hoa để đắp bao nhiêu hả? Yes. Không có chứ đắp bao nhiêu chứ thôi, cái bảng này nó thiếu chứ đắp bao nhiêu rồi cả nhà ơi. Mình muốn mà mình cũng không để ý luôn nữa. À, đắp bao nhiêu thiếu rồi, mình sẽ thay thế chữ đắp bao nhiêu giống chữ đắp bao nhiêu đó. Chữ gì quay ngược lại giống chữ đắp bao nhiêu. Chữ gì quay ngược lại. Chữ gì không phải. Không phải. Rồi hết giờ. Đây nè bạn ơi. Bạn ơi chữ này giống không? À, mình mua cái bản này là bản chữ cái tiếng Việt. Cái chữ M. À. Mình lấy đỡ chữ M thành chữ đắp nhiêu đi. Wow. Cái gì nữa? Bạn rất thích chơi cái trò chơi này luôn á. Bạn Khoa rất là thích chơi trò chơi. Cái trò chơi này. Đây bạn tìm chữ E nha cả nhà. Wow. Đó, bên nãy mẹ kêu để dưới đi, bây giờ để trên nó mắc kẹt chứ dấu sắt rồi làm sao đây, em biết luôn. Giờ dấu sắt ở chỗ khác mới được. Là cái này là hả? Là đó con, là chứ không yên đó con. Leo. Hết giờ rồi. Tuy nhiên bạn được mới nãy bạn được thêm mấy chục giây ở phía sau đó cả nhà. Giờ bạn còn lại mới nãy. Wow, đúng rồi. Dấu sắc để sức hơn kia chút. Đúng rồi. Wow, giỏi quá giỏi. Bạn ấy đã hoàn thành rồi. Chưa biết tập chữ này là chữ gì luôn. Towel. Đúng không cả nhà ơi? Mình hãy tìm xem. Bây giờ bạn Khoan hãy gõ đi. Rồi bạn ơi, kết hợp. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm bỏ qua nha.
Bạn ơi, bạn kết hợp xem cái này nó đánh dần, nó phát âm tiếng Anh là gì. Đó, bạn gõ đi, bạn gõ vào đây đi. Bạn tìm cái cách là G-O. G-O. O. Đặc biệt nhỏ. L. 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 E. L. Tower. Yes. Okay. Bắt đầu mình sẽ enter. Đi. À, bây giờ mình đọc nha. Nó Google nó hay vậy đó cả nhà. Khi mình gõ đi tìm thôi là mình sẽ lên đây nè, nhấn vào cái phát âm đó đi. Cái lo, hình cái lo đó nè. Nhấn một cái thôi. Towel. 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 Khăn tắm. Rồi, buổi học hôm nay vừa kết hợp việc cho bạn ráp phần tiếng Việt, vừa tập cho kỹ năng bạn tìm kiếm và đoán. Khi các bạn tìm kiếm và đoán á, thì bạn sẽ rất là thích. Và qua đó thì cái não, bộ não của bạn sẽ phát triển phần tư duy. Khi mà bạn được tìm kiếm á, thì cái bộ não phát triển phần tư duy về cái mặt logic rất là tốt nha cả nhà. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là mình sẽ thông qua đó mình sẽ dạy cho bạn là một cái cụm từ nè, nó có bao nhiêu tiếng, là mình sẽ gợi ý như thế để cho bạn dễ dàng nhận biết cái chữ nào bạn đoán được. Qua một phần đó bạn đoán được trên 50%, và sau đó bạn ráp. Và thông qua cái việc ráp này bạn sẽ học ráp vần. Và đây là cái quyển sách có tiếng Anh ở đây. Bạn ráp tiếng Anh xong và mình sẽ phát âm sai đi một chút để sao để bạn tìm hiểu. Bạn tìm hiểu như thế này. Mình có một cái iPad nhỏ nhỏ thôi để bạn tự enter, bạn tra. Và khi bạn tra cái chữ tower này nè, một lần là ráp xong rồi, ráp ở đây nữa một lần, mình đọc ở đây và mình ráp lên trên đó, rồi tiếp tục mình lại gõ vào đây nữa, thì bạn sẽ đọc và nhớ được cái từ này. Khăn tắm. Towel. Khăn tắm. Mỗi một buổi như vậy đó. Khăn tắm. Thì mình chỉ được có hai từ thôi nha cả nhà. Bởi vì bạn còn nhỏ, học chậm nhưng mà chắc. Và qua cái buổi học này thì bạn đã biết ráp được chữ khăn tắm, thuyền. Khăn tắm. Và bạn học được hai cái từ tiếng Anh mới, đó là boat và towel. 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 Rồi. Bạn Khoa ơi, chiếc thuyền mình đọc tiếng Anh sao vậy bạn Khoa? Boat. Boat. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Giờ này cũng tối rồi. Giờ này là mấy giờ rồi bạn Khoa? Bạn Khoa ơi, nhìn đồng hồ gì mẹ coi, nhìn trên cái máy tính bảng thì mấy giờ rồi? Chuẩn bị ngủ đi con. 21:32. 21:32 là mấy giờ? 9:32. Đúng rồi, 21:00. Ủa sao bạn biết 21:00 là 9:00 vậy? Hả, bạn làm cách nào? Nhớ. Bạn nhớ luôn hả? Nhớ. Duy nhớ hả? Rồi 22:00 là bằng cái gì? Là mấy giờ? 10:00. Ồ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Mình hẹn cả nhà vào cái clip sau. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cả nhà